Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách điều chỉnh cái giá đỡ màn hình NBF80. Các bạn có thể điều chỉnh xoay 360 độ, xoay qua trái qua phải và chỉnh cái độ nghiêng gật gù cho cái màn hình. Thì để chỉnh cái này thì các bạn dùng cái vít lục giác chỉnh vào cái con ốc lục giác bên hông, nới lỏng nó ra thì mình có thể chỉnh được cái độ nghiêng tùy thích, chỉnh sao cho nó phù hợp với cái hướng nhìn của mình là ok. Rồi sau đó các bạn có thể cố định lại bằng cái vít đó luôn. Thì cái vít lục giác này nó có kèm theo trong sản phẩm nha. Rồi cái vấn đề thứ hai là khi mình mới mua về mình lắp lên á, thì trước tiên các bạn phải lắp lên màn hình với cái giá đỡ lên hoàn thiện. Thì các bạn đè cái tay mạnh xuống, nó lộ ra cái ốc lục giác, mình dùng cái vít lục giác để mình xoay theo hướng chiều kim đồng hồ thì nó sẽ cứng lại. Đó, các bạn xoay khoảng 10 đến 15 vòng thì nó sẽ cứng lại. Mình chỉnh sao cho mà nó có độ nâng nó phù hợp. Mình nâng tới đâu nó ngừng tới đó thì nó ok. Lúc này thì mình sẽ nâng lên hạ xuống tới đâu thì nó sẽ ngừng tới đó, nó không có bị nảy lên như lúc đầu. Còn nếu các bạn muốn nhả ra thì các bạn xoay ngược kim đồng hồ thì nó sẽ nhả ra, nó sẽ nhẹ lại. Rồi tiếp theo là chỗ hai cái khớp nối của cái giá đỡ, nó có hai cái con ốc lục giác, thì mình có thể dùng cái vít lục giác nhỏ hơn để mình siết, mình khóa chặt cái này lại. Các bạn có thể tùy chỉnh cho nó vừa với cái khớp xoay của mình đó. Nếu mình thấy lỏng quá thì mình có thể siết chặt lại để cho nó bảo đảm đó. Mình cứ vặn theo chiều kim đồng hồ là nó sẽ chặt lại thôi. Các bạn có thể luồn dây vào cái ốp giấu cáp để cho dây cáp nó gọn gàng hơn nha.